Cố về nha, phải đi tuần đi lễ không? Tuần nào đi chứ? Mấy tuần nay cháu nghỉ rồi. Thôi để tối nay cháu đi. Để tối nay cháu đi. Thế đi chứ, ở nhà cô bán hàng, nhà cô nhiều chị đi này lắm. Tuần nào các chị đi, các chị chăm chỉ lắm. Đi để Chúa phục hộ cho mình khỏe mạnh. Đợt này cháu nởi quá. Thế à, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang cho chú quay đi, chú hỏi gì trả lời. Bé quá rồi, vâng. Bằng con nhà em đấy. 3 tuổi hay không? 2004. Tuổi 7 rồi. Ừ. Chứ cháu còn đi học. Dạ không, cháu từ lúc chạy thận từ năm 2010 mấy, năm 2010 mấy cháu đã nghỉ. 2010 mấy? Cháu chẳng nhớ nữa. Đấy, cháu xịt chết mấy lần rồi, cháu quên hết rồi. Cháu xịt chết mà cái phát âm của cháu là đâu phải là người cháu. Dứt quạt à? Ừ, tao quạt đây được. Ninh Bình đấy. Ninh Bình này. Vâng. À, Đồng Hương đấy. Đồng Hương à? Đồng Hương đấy. Đồng Hương đấy. Đồng Hương đấy. Bao giờ về Linh Bình rủ chú về cùng nhá. Nhớ chưa? Ở đâu Linh Bình? Cháu ở Kim Sơn. Ôi dưới gần nhà chú ấy rồi. Mà cháu ở xa cha mẹ à? Cha mẹ vẫn ở Linh Bình à? Mà bố mẹ cháu vẫn đang ở quê, nhà cháu còn hai em đang đi học nữa mà. Thì lại cháu ra đây một mình à? Mà trước bố cháu ở với cháu, nhưng mà bây giờ cháu khỏe khỏe được tí nè, cháu ở một mình. Cháu phát hiện cái bệnh tật này từ lúc nào? Cháu bị từ lúc 5 tuổi rồi. 5 tuổi? Mà, cháu mới chạy thận được có mấy năm rồi. Trước lúc 5 tuổi là cháu bị viêm cầu thận. Viêm cầu thận, à chữa duy trì được thế thì. Phát hiện lúc 6 tuổi. À thế à, em từ 6 tuổi à? 5 tuổi phát hiện ra viêm cầu thận thế nào? À, bố mẹ duy trì cho đến mười mấy tuổi à? Vâng. Thế à? Đấy là uống thuốc thuốc lam, đang đã khỏi được cơ. Bác sĩ bác bảo là 4 năm hay là 5 năm không bị làm sao nữa là khỏi. Nhưng mà cháu được, nói chung là chỉ cần giữ được lậu gần 1 năm nữa là khỏi hẳn. Nhưng mà lại bị lại nữa. Thế à? Không được uống thuốc nam, riêng thì thận là không được uống thuốc nam nhá. Cháu chẳng biết bây giờ uống hay không, nó vậy. Mà cháu bỏ học từ lúc nào? Cháu học lớp mấy đi bảo? Chưa hết lớp 4 là cháu bỏ rồi. Có thích đi học không? Dạ, có thích đi học chứ. Có thích chưa? Mà sao phải bỏ học à? Bệnh đi chạy thận mà tuần thời gian để có đi học. Đi nằm điều trị. Đấy là tụi em bị huyết áp cao ấy, đi học nó đau đầu không học được. Lớp 11 của em, bọn em cũng phải bỏ thôi. Đang học lớp 11 cũng phải bỏ. Như cháu tên gì? Dạ. Cháu tên gì? Cháu tên là Lại Văn Giáp. Giáp à? Vâng, Lại Văn Giáp. Lại Văn Giáp. Lại Phương Giáp. Họ Lại cũng đặt là Võ Nguyên Giáp, có phải là. Nhưng may lại họ Lại không phải họ Võ. Võ véo gì? Ở với ai? Cháu ở với ai? Dạ. Cháu ở một mình. Ủa thế à? Tự nấu nướng cơm nước ăn. Thế à? Chịu khó. Thì bệnh nhân ở đây là hầu hết là ở một mình mà. Thế à? Xong rồi có mấy người có gia đình lên đây đâu? Đúng rồi. Đa số là ở một mình. Thì ở chung nhà với ai không? Dạ. Ở chung nhà với ai không? Một mình. Cháu ở một mình. Tiền thuê nhà hết bao tiền tháng thì chi phí nó đắt rồi cháu? Triệu thôi, tiền thuê nhà 1 triệu, còn tiền điện, tiền nước mình tự trả thôi. Thế à, thế bố mẹ cung cấp ở quê à? Vâng. Bố mẹ làm ruộng hay làm gì? Bố mẹ cháu ở quê làm ruộng, làm đầm, làm vườn, làm thế à? Thấy cái gì thì làm cái đấy. À, ai thuê cái gì thì làm ở đấy? Vâng. Ủa thế thì vất vả. Nhưng mà bố cháu toàn làm ở nhà thờ không à? À, thế thì chi phí cũng đắt nhờ, tháng mấy triệu. Xong 1 triệu ông rủ ai ở kiểu chung nữa cho đỡ tốn tiền? Chẳng biết có ai ở. Thế à? Chẳng biết ai ở không à? Đang tìm. Đang tìm à? Đợt này sao ở Anh Sơn? Đang tìm, đang rủ ly anh chị. Cháu bảo là tìm người ở chung chứ. Tìm người ở chung. Thế mọi người bảo thế mà. Để lấy tiền tiêu, lấy tiền ăn. Ăn hàng ấy. Chứ cháu hãy chạy, cái quá trình chạy như thế nào, có khó chịu không? Hay là giờ quen rồi? Qua mấy 10 năm quen rồi hay là vẫn là thấy là... Chạy thẳng có sao không? Mệt không? Có, vẫn mệt. Cháu vẫn mệt, nhưng mà chưa mệt mấy. Thế các bà bảo phải chạy từ chục năm rồi nên nói mệt tự. Mệt nhiều ấy. Cháu còn cái sức khỏe của trẻ. Người trẻ, thanh niên, 17 bẻ gãy sừng trâu.
Mà trong gia đình cháu có ai chỉ là mình cháu bị như vậy? Gia đình cháu có bao nhiêu anh em? Tám anh em, bố mẹ nữa là 10. Ôi. Tròn chục luôn. À. 8 anh em. Mà. Mẹ bố mẹ khéo đẻ thế. Mẹ đẻ giỏi thế. Vậy là nó chưa khỏi là bố nó. Vậy là tròn chục. Là nhà coi như là đêm coi như là ngủ sớm. Thế là toàn là thức đêm thôi. Đến đêm nó tỉnh giấc. Tỉnh giấc nhiều quá. Đấy, cuối cùng tỉnh giấc cho nên là thôi là cứ cùa người nọ cùa sang vợ vòng qua cùa sang chồng. Thế 8 anh em, cháu lớn nhất à? Cháu là thứ 6. Thứ 6. Bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? Bố mẹ cháu năm nay, bố cháu thì 50, hơn 50 rồi. Thế à? Chắc độ 51, 52 gì đó. Ủa có bao giờ về Ninh Bình rồi? Có. Trước cháu vẫn về, đợt này dịch quá, cháu về chẳng bao giờ về, gọi chú Tùng về nhá, chú Tùng gần nhà cháu đấy. Cháu. Mà có nhớ nhà không? Nhớ ba mẹ, anh em? Có. Cháu nhớ lắm. Mấy tháng nay bệnh nhân không được về anh ạ. 3 tháng nay bệnh nhân không được về. Anh trưởng xóm phường cấm về. Về sợ mang dịch ở đây về quê hoặc là ở quê mang lên. Nghĩ. Bây giờ về quê mà em về quê người ở ở quê đã không thích em đâu. Vâng. Đấy nó là như thế. Nhớ nhà lắm, nhớ nhà. Ba mẹ lắm nhưng mà không được về. Về quê. Tụi là bảo là nhớ nhà. Về chơi thế chẳng hạn. Thôi thôi, ở chưa đấy đi. Đừng có về. Chị em là quê ở đâu? Quê em ở gần đền Hai Bà Trưng, giáp của ngoài sông Hồng. Cũng quê ở Hà Nội. Vâng. Xong Hà Nội. Cháu cháu hỏi dây nhà cháu xong ai mà xong lấy quả chưa? Nếu mà lấy rồi thì thôi mà chưa. Chạy thật. Hỏi anh kia đi, hỏi anh kia nào. Chị em này. Em này bao nhiêu tuổi? Em này hoàn cảnh như nào? Em sinh năm 89 ạ. Ủa thế à? Sinh 89 này. Ừ. 32 đấy. 32 à? Ừ. 89 nhiều tuổi hơn anh cháu. Là cùng tuổi nhau. Cùng tuổi nhau. Vâng, vâng. Em nhiều anh cùng. Thế à? Em có gia đình chưa? Em chưa, em bị từ năm 20 tuổi ạ. Chị em không có lập được gia đình, em thấy như thế nào, buồn không? Hay là... À, thì... thì thôi, thì bệnh tật thì cứ đành phải ở vậy thôi. Chứ quê em thì ở đâu? Em ở Hà Tây cũ nhỉ? Hà Tây cũ. Vâng. Hà Tây cũ là ở đâu? Ứng Hòa. Ứng Hòa. Vâng. Ứng Hòa. Ứng Hòa về gần chú Hương không? À, cách chú Hương 20 cây ạ. Ờ, Ứng Hòa gần chú Hương. Em đi chú Hương chưa? Chưa. Thế à? Mà chứ em tên gì? Em tên Thu ạ. Vũ Thị Thu ạ. Vũ Thị Thu. Vũ Thị Thu. Vũ Thị Thu. Vũ Thị Thu. Vâng. Vũ Thị Thu. Có họ với nhau đấy. Vũ Văn Vũ. Vũ Văn Phú. Gia đình như nào? Nhà mấy anh? Nhà em có ba chị em. Thế à? Vâng. Dưới em là còn hai cậu nữa. Một cậu sinh năm 95 với cả một cậu sinh năm 2011 ạ. À. Chắc 2011 à? Vâng. 2011 thì bé đúng không? Vâng, 19 tuổi. Em là lớn nhất đúng không? Vâng ạ. Thế à? Chị em cũng sống đây một mình à? Em thì đợt này yếu nên là em trai em lên chăm luôn. Vâng. À thế à? Vâng. Bố mẹ ở nhà thì làm ruộng đúng không? Đúng vâng ạ. Đều vất vả hết. Ở đây toàn người khó khăn hết. Toàn hộ nghèo mới cận nghèo hết. Mùa dịch này bọn em lại càng khó khăn. Dịch đúng này là không ai đi bán nước được này. Đúng không? Không đi đánh giày được này. Ừ. Không đi rửa bát xe ôm các thứ là khó khăn lắm. Chứ lúc trước là hai em làm gì? Em đi làm gì? Chị nhìn em gần quen. Trước em hay bán nước trong viện. À thế à? À bán nước. Ờ. Thế em đi làm gì thêm? Cái em đợt đấy em đang đi học ạ. À? Học gì? Ừ, học trung cấp ấy ạ. Trung cấp gì? Trung cấp du lịch ạ. Thế à? Thế là bị bệnh thì nghỉ luôn ạ. À, thế cũng chịu khó đấy chứ nhỉ? Phải chịu khó thôi. Ở đây để tồn tại cuộc sống ấy, để lấy tiền đó. Bệnh này nó không phải một ngày, hai ngày nó khỏi mà nó cả đời. Cả đời. Bao giờ cố duy trì đúng như cô nhà này này thì... hai mấy năm rồi nhờ chị nhà cô cả sáu bác à 26 năm đấy cây cổ thụ đấy đây 26 là cây cổ thụ còn đây là hai tấn 23 24 nhỉ 2 tấn như bác nhà nhỉ sau cô nhà được mấy tháng à uống cây cổ thụ đấy hai cây cổ thụ già ăn uống phải giữ gìn nhá cháu nghe chưa trong đợt ở cùng với chị ngày này cho nó vui hả thuê nhà cùng ở cùng với ai ấy với chị cô nào ở cùng cái đỡ tiền nhà cháu vừa đến chưa tìm được à mà vừa mới đến đây vừa đến xóm này à cháu mới đến xóm lên việc gì tìm nhá yeah.
viện nhi là đấy để đi tìm xem là có em gái nào ở trên đấy chạy trên đấy xong rồi dân viện ở đây em không? Nào cũng ở với bố mẹ đâu. phải lên bây giờ phải nuôi lớn lên chứ. Thế thì tiền ai cho hàng tháng ai cho? Bố mẹ cháu. Thì à? Cái thì các anh chị lớn có giúp cho tí nào không? Có, thỉnh thoảng anh cho tí tiền để tiêu thôi. À thế à? Anh có điều kiện không? Anh à? Anh mới lập gia đình được 2-3 năm thôi. À thế à? Anh chị mới lập gia đình. Còn có một chị lớn chị cả thì lập gia đình được 5-6 năm. Ui, sao đây có 72 thế chứ? Bố 72, 70 mà. Không. Thế à? Sinh năm 72, 70 gì thế. Thế thôi, như chị 64, 68, cô 54 thế đây. Thì 72, 70 thì đâu là 50 thì đâu. Tuổi năm 52, 54 gì đấy. Bố nó rẻ mà. Thế là 8 rồi. 51 à? Bố 51 thì chắc bố nó 71. Đấy, nghĩa là 70, 71 gì đấy. 10 người con. 8. 8 người con, kỷ lục đấy. Ôi chắc là đúng là kỷ lục thật. Thật đấy. Ôi, không. Dày, ờ, càng đói càng đẻ nhiều. Căn bản là Kinh Đông cái thời trước ấy là như ở là người ta bảo là nằm gần đường tàu. Thì nhà bố nói thì thời điểm lúc bây giờ là gọi là ăn khoai nhiều. Nóng ruột. Mà đến cái thời trước lắm đâu, như mình ngày ngày đấy là chế ăn chế soi được gần nhà thờ à cháu? Không, nhà cháu không gần nhà thờ đá đâu, nhà cháu ở tận ngoài cửa biển. Đấy, căn bản là kiểu là đêm ngoài cửa sông Đại. À, cửa sông Đại sớm. Chẳng có ấy thì xong cuối cùng để giờ đến tầm 12, 1 giờ đêm. Phải đính ra không có rác cả đậu vớ vả. Phải đi xe máy không đi xe đạp. Phải đính rồi à? Vâng, từ nhà cháu. Giống lọc máu ở bệnh viện này nó tốt hơn. Ờ đúng rồi, lọc máu ở viện Trung ương bao giờ nó tốt hơn. Chạy Bạch Mai, Việt Đức này tốt hơn, giống như bé Thúy à. Ở trên Mộc Châu thì bạn đi chạy không tốt là bạn đi phù tim phù phổi, chứ ở đây mọi người chạy có bị phù tim phù phổi đâu. À, bé đấy mới bị 6 tháng thôi, trên Mộc Châu đấy giờ mẹ đang hiến thận đang làm xét nghiệm hiến thận cho con, nhưng mẹ cũng 46 tuổi rồi. Cái thận đấy nó cũng không được tốt đâu, thì 40+ tuổi rồi, nhưng bởi vì thận cũng thuộc về tuổi à? Tuổi chứ, cái tuổi thận nó tuổi trẻ thì thận nó sẽ được ghép vào mình nó được lâu hơn. À, còn mà tuổi mà thận mà già thì không, nó cũng được lâu hơn anh ơi. Thì hiện nay ấy, ở trong xóm này cũng có một số bệnh nhân ấy, là ví dụ như có bệnh nhân là mẹ hiến hồi ngoài 60 rồi, ngoài 50 là hiến, là có 3-4 trường hợp mà đều ghép cái tuổi của gia đình mà. Thì gia đình thì thường là nó sẽ cái tuổi của cái người bố người mẹ chẳng hạn nó cao. Sẽ cao hơn đấy. Cao hơn đấy của cái là mẹ nó cho bạn giờ làm, bác sĩ bảo được 50-50 là được. Đang chờ ghép đấy. Ghép thì bảo là nhưng mà mẹ năm nay 46 tuổi, còn nếu dụ mà mình mà đi mua thận ấy thì là toàn mua dưới 30 hết. Nhà em bán hàng ấy biết mà. Đúng rồi. Toàn mua dưới 30 hết. Đúng rồi, những người mà tại vì nhá, nếu bán thận chứ còn nếu mà không phải khi mình cái thận mà trẻ thì nó sẽ tốt hơn là cái thận mà của người già. Chẳng hạn như anh chạy của người thận già là nó sang cái tuổi là lão hóa. Lão hóa rồi. Đấy nghĩa là mua của người trẻ thì mình sẽ ghép được 25. Nhưng người kia mình chỉ được 10, 15 năm thôi. Đấy nhưng mà bây giờ mình không có tiền mua. Ngày xưa mà nó không bị bắt ấy thì là thận mà chỉ mua có 300 thôi. Là cả cò mới là 300. Còn bệnh nhân đấy về 200, cò 100. Nhưng mà từ cái đợt mà nó lên tivi nhiều quá thì nó bắt đầu mấy thận nó mới lên đắt là 500 đấy chứ. Bây giờ thấy hôm qua thằng Thu nó bổ 550 một quả thận đấy. Đúng rồi, bây giờ 550. 550 thì cái thủ tục lộp vào trong viện nó mất 300 rồi. Thu chuẩn bị số 1 đi 3 sang thủ tục xong hết rồi đấy. Chị lộp vào viện mất 300. Thế là 850 không? Thế còn các tiền lặt vặt nữa chị mất được 1 tỷ không? Chứ mấy năm trước thì chỉ có 500 thôi, nhà em bán hàng cho đến biết mà. Xong lại còn anh em đằng ngoại cho thế nào. Bây giờ bọn nó ăn chơi, bọn nó hiến nhiều lắm, người ta mua hàng cho chị mà chị biết mà. Kiểu như là mua hiến ấy xong rồi đề ra ấy toàn bọn ăn chơi cờ bạc ấy, thanh niên, sinh viên ấy. Nay mai đến bà Trâm có phải không? Bà Trâm chuẩn bị ghép phải không? Châm thì khả năng biết là có được hay không. Bà bị bệnh dạ dày. Vì châm nó đang đâu phải. Bị dạ dày có làm sao đâu, tiểu đường vẫn ghép bình thường mà chị. Sáng lên nói chuyện với hai chắc được rồi sao? Chỉ có tiểu đường vẫn ghép được bình thường, trên Việt Đức tiểu đường vẫn ghép. Ôi tiểu đường cũng ghép được ạ? Vâng, ghép bình thường mà. Nhà em mấy bệnh nhiều bệnh nhân mà, nhà em ngày nào chẳng mấy chục nhân bệnh nhân ghét ra mua thuốc nhà em. Dạ. Mà cái hành trình của bé Lan có ai biết là giờ như thế nào không? Bé Lan bây giờ thế mà so với thời điểm trước thì gọi là ổn định và khỏe hơn. Đấy. Chứ còn không có chủ trương gì cả. Không có chủ trương ghét ghét gì cả. Thì vậy là vậy là lúc trước em cũng báo cho mấy
nhà tài trợ nói như vậy, lúc giao cái tiền mặt mình không biết là mục đích. Bây giờ bà ấy bé không thể, bà bạn ấy giờ không thể ghép được. Bây giờ ghép rất chi. Bây giờ nhất là bé mà yếu như thế, mấy cái nữa là tất cả nhiều có nhiều bệnh ấy. Đấy thì không thể thì ghép được. Nhưng bây giờ đi muốn ghép thì cũng phải kiểm tra tất cả các thông số, các hệ số thì bây giờ làm sao mà ghép nhiều được. Lắm. Đúng rồi. Vâng, xét nghiệm nhiều lắm. À, tiền xét nghiệm nó hơn 20 triệu tiền. Xét nghiệm này, cái gen này, xong này còn cái máu này, xong này thần kinh này. Giống như là mà bé Mộc Châu kể đấy, phải đi đào y khám này, khám thần kinh này. Xong rồi sang viện 108 để khám ấy nó nhiều lắm. Còn phải 1108 chụp. Mình đi khám các viện luôn. Giờ Lan chính là muốn ổn lại giống. Đúng rồi, ổn định sức khỏe. Sức khỏe rồi, chứ chỉ là ổn định lại cái sức khỏe thôi. Chứ còn chủ trương để mà ghép thì hiện nay chưa thấy có nói là không có cái vấn đề gì cả. Không, cái đó cũng không có vấn đề, nhưng mà nếu em Lan báo trước từ là có cái ý định như vậy mình cũng dễ nói mà. Thế nói với những nhà tài trợ ấy. Là bây giờ chẳng hạn là không muốn ghép thì muốn duy trì cuộc sống thôi thì bảo thế cái gì nhá, nhà tài trợ nó sẽ giúp một cái mức nào thôi. Em nghĩ là chậm thì họ cũng biết rồi, biết rồi. Quay anh đi. Quay em đi. Hello. Rất yêu đời nhá. Phải yêu đời chứ không có chết sớm. Đúng rồi, phải yêu đời chứ nhỉ. Phải yêu đời không có chết sớm. Ra quay đi, chú quay cho. Các bác này chào em cháu, để cháu hai em có yêu đời không? Hello có. Khó khăn. Yêu thì nói là yêu. Đúng rồi. Phải yêu đời thì mới có người yêu. Anh cũng ốm, anh em cũng người những người khuyết tật mà. À. Người ốm chứ không phải người khỏe đâu. À, thế à? Thôi có vào thử cơm chung được. Nhưng mà anh cháu ổn định. Không bị thận thôi. Không bị thận. Vâng. Nó bị tật chân, nó thật. Chỉ là tật thôi. Anh cháu không phải uống thuốc cả đời đấy. Yeah. Ủa thế là người nhà nhỏ anh à? Không. Không. Anh cháu về người đó phải đi thay xương, là thay xương rồi đang cần. Tôi xin bảo để cần cái xương này triệu để thay cái xương đấy, xương đấy nó công lại 90 triệu. À người ta giờ cái xương cong chân ấy, người ta đập xương ra, đập xương ra xong người ta sẽ ghép xương vào. Thì bây giờ phải có 90 triệu. Không phải đập xương, mà cái xương của mình nó đang bị hỏng. Bây giờ là phải thay bỏ cái đấy đi. Thay cái xương đấy là đấy là xương sinh học, bơm sinh học. Thì tư vấn người ta bảo là phải có 90 triệu trồng lên đây thì làm vậy. Không. Thay xương sinh học. Không. Cái đó là anh là đang ở cùng với em. Vâng, nó cứ cong dần là đi không đi được nữa. Yeah. Vâng. Thế mất 90 triệu đó. Nó làm teo một bên chân đi. Thế à? Ở nhà khó khăn không ai ấy hộ được à? Ở quê thì bà già còn mỗi mình bà thôi. Yeah. Các anh em không có đâu. Yeah. Cố gắng này. Thuốc men. Uống cái thuốc cái gì corticoid à? Corticoid. Đấy, cái thuốc bị độc lắm mà uống cả đời như thế. Không uống thì nó viêm, nó đau, nó sưng. Nó đau, nó sốt, nó đau, sưng. Nó sưng. Thế thì uống suốt ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Thế à? À Meridol à? Hay là hydrocortisone? Nghe là nó hại người ấy, không? Ừ. Cái đấy nhá, mùi mồ hôi ra cái như mùi thuốc sâu luôn. Cái ma túy à? Cái đấy cái Meridol này là hydrocortisone. Viên màu... Cái này lích thì... Mùi kinh ngát, mùi như thuốc sâu luôn. Thế à? Phê lích gì ấy nhỉ? Không biết tiếng Anh. Để lúc nào cháu... Ba tiền một hộp. Rẻ mà. Cứ mua của cô Thủy trước chồng cô chạy thận đây là cứ mua 5 hộp một. Bao tiền hộp? 75.000 cô lấy 75.000 hộp. 75.000 hộp. Không phải Meridol rồi. Không phải Meridol, Meridol thì chồng cô biết. Hydrocortisone không phải, hydrocortisone pháp của lòng đắt tiền. Không đắt đâu, tôi đắt làm sao mà tiền. Không, hydrocortisone thì đắt tiền. Nó là tận hơn 200 một hộp cơ. 75.000 nó nguyên là cái gì? Phê đi lắc đi. Đi cờ lo phê lắc hả? Vâng. Đi cờ lo phê lắc rẻ. Rẻ, mua cái loại rẻ nhất. Đi cờ lo phê lắc cái gì? 75.000 một. Cái gì? Hoa này. Hoa đây. Nãy em kể là cái người mà mới ghép xong 3 ngày sau là... ghép thận. Qua đời. Vâng. Không, quả ghép xong quả thận đấy là nó quả thận để chết luôn. Chết. Chết quả thận để chết. Nó vào trong cơ thể mình nó không đáp ứng. Hỏi người mình thế nào? Đi giải được có 3 ngày thôi. Thế là quả thận này nó chết. Nó hỏng luôn, phải mổ ra. Phải lấy ra. Quả thận hỏng để vứt đi. Vừa mất tiền, vứt 1 tỷ, 1 tỷ 2 luôn. Này vừa phải đau, lại đau lại lần nữa, lại mổ bỏ quả thận ra. Nó chạy bình thường.
Rồi sau này rồi lại đi chạy thận lại, mất 1 tỷ 2 rồi và vẫn lại đi chạy thận lại. Tại vì trong cái ghép này không phải là không người là may mắn đâu. Không phải ai ghép cũng thành công. Đúng rồi. Thế nhá, chị quen một bệnh nhân ở bên Lào này. Đó, cái bác đấy bác làm ở tài chính. Bây giờ chị vẫn gửi thuốc về bên Lào mà nhà chị nhiều bệnh nhân Lào lắm. Chị mấy chục bệnh nhân Lào, tại vì những tất cả những bệnh nhân Lào là người ta đều ghép thận, đều muốn uống thuốc nhà chị hết. Tại vì thứ hai nữa, một là chị là chị làm gì chị có tâm, chẳng hạn là người ta chắc là người ta mua thuốc của mình nhưng nhà khác phải trả tiền mới cho lấy thuốc, nhưng mà chị vẫn cho người ta về, người ta nhận được thuốc người ta mới chuyển tiền đấy chị. Đấy thì như của bác đây là ghép xong mấy hôm, đây là quả thật đấy hả? Quả hỏng thì xong lại phải chờ ghép quả khác. Hai hôm đã hỏng nhiều lắm. Khóc rồi rước mà. Ủa vậy mấy em là có tiền, mấy em chỉ muốn là duy trì cái duy trì sự sống thôi. Sống à, chứ không bây có giờ hy vọng. Không hy vọng thì ghép thì ghép quá cái số. Chỉ sợ là nếu mà ghép nó mà hỏng thì lại mất tiền này, mất cả ấy, nghĩ nó cũng sợ. Chạy hết. Nhiều người đấy, họ có tiền mà ghép xong mà hỏng đấy. Bọn em không có tiền rồi mà ghép lại hỏng nữa thì bây giờ chỉ có đầy đủ tiền để mua thuốc duy trì sống, là thức ăn uống hàng ngày. Hàng ngày thôi. Để cái tiền chạy hàng ngày thôi. Nghĩ ghép thận để nó xa vời đó. Có tiền để mua thuốc gì gì tốt. Ai có cái máy đấy hết. Nhìn như quán tính này này. Kêu do chị chạm tay vào chị đi. Ủa sao cái máu nó chạy đấy, cái này người ta cắt cầu để cái máu này để chạy. Cái chỗ này để máu chạy. Đấy kêu do đúng không? Vibration. Tự nhiên chạm tay vào. Mạnh lắm. Ừ mạnh rồi. Mạnh nhờ? 42 cân mấy? 42 cân. Ai thế à? Ai kêu vội. Cái này mới. À đây là vừa mới bắt cầu đây. Đây là mới bắt cầu này. Cái cầu này bây giờ là nó hỏng rồi này. Không có tác dụng. Cầu hỏng rồi. Đây này lâu ngày nó cứng. Lâu ngày nó cứng chai vào. Cứng này. Cứng lắm. Ôi trời, cứng dữ rồi. Bọn em nó bị hỏng cầu này thì lại mình bắt cầu này mất bao tiền, mất bao nhiêu tiền mỗi lần bắt cầu? 4-5 triệu. Đấy, mỗi lần bắt cầu đây này đấy. Vào viện tháng 4, tháng 5, tháng 6 mỗi tháng vào viện một lần. Mổ lại 4-5 triệu. Ui, không nghĩ nó chạy như này nữa. Có 2 triệu rưỡi bây giờ rồi. 4-5 triệu. Em vừa chạm vào tay em này thì rung rồi. Chạy mạnh. Chạy mạnh, của thằng này mới chạy mạnh cơ. Nhưng mà của cháu vẫn còn mềm. Trời ơi, chưa cứng, đúng rồi. Mới nên là nó chưa sao đâu, chưa bị chai đâu. Đây là vậy, em chạy lâu năm rồi nó mới cứng, mới cái non này. Có phải chạy mấy năm? 12 năm. 12 năm cô gì? Cô Hương cô vẫn chạy tốt. Cái này của gì là đang bị sơ vữa. Cô Hương cô nhỏ lắm. Cô không bị sơ vữa. Cũng là do tùy mạch của từng người. Đúng rồi. Thu này là sơ vữa nặng. Thằng này chạy em không nặng nó mới bị trước của cháu chạy mạnh này đâu. Trước của cháu cả mỗi lịch tháng này trong bệnh mổ mấy khi mà sao tay em to. Người ta phải cắt cái mạch máu này ra này. Xong người ta bắt cái cầu đấy. Xong lúc mà chạy và là chạy vào đây đúng không? Rồi. Nối từ động mạch sang tĩnh mạch. Đâu động mạch sang tĩnh mạch xong để chạy. À còn những người mà người ta chạy ở đây người ta mua miếng dán là như nào? Cái hầm. Hầm à? Vì cái này hỏng hóa là khi mà nó hỏng thì chạy tạm. À chạy tạm đấy à? Thế mọi người toàn mua cái miếng này anh em hơn 100.000. Chạy tạm. Đấy là trong cái thời gian hỏng cái cầu tay này thì cầu tay đấy à? Đấy cái bài toàn ta mua thôi. Cầu có hoặc cầu viện. Như cái mít ướt là cái gì đây, với cả cái trang này là không phải là chạy tạm đâu mà cả chạy cả đời. Vì là cứ lúc nào mà chạy cái mạch của nó bị làm sao, đi ngủ tay sớm toàn bị hỏng. Có điện thoại điện tử không? Có. Thế à, mỗi rồi. Cháu ở đấy một mình phải có điện thoại nhỉ. Thế à, điện thoại cục quạch thôi. Thôi, giờ này thì hoành tráng rồi. Hoành tráng. Hồn nhiên như cô tiên nhỉ. Cháu tính mua cái tủ lạnh mà chưa mua được. Đấy à. Đấy, chúng tôi nghe kêu người tài trợ cho cháu cái tủ lạnh. Cháu đã có tủ lạnh rồi. Cháu yeah. Đến này trước ở bên viện Nhi là cháu toàn mua cơm hộp cháu ăn. Mua tủ lạnh làm gì để tiền. Không, không có tủ lạnh. Để tiền để còn ăn. Tiền ăn đã. Chứ hai em thì cần gì? Hai em này cần gì để chịu để anh ấy kêu gọi cho. Bọn em chỉ cần tiền mua thuốc thôi, mua thuốc để uống. Có cái tủ lạnh có chưa, bếp có chưa? Có, tủ lạnh phải có để lấy nước đi bán hàng chứ. Thế này thôi. Có đầy đủ rồi. Có đầy đủ rồi. Còn em này thì cần cái tủ lạnh phải không? Được rồi. Để cháu ở quê hết tiền là cứ gọi điện này trợ cấp nên tiểu tiếp.
Nên làm sao cứ nhờ em với này cháu là cứ cái giúp cho thỉnh thoảng cho bệnh nhân cái tiền bệnh nhân mua thuốc, bởi vì là dịch bệnh thế này là bệnh nhân là khó khăn cực kỳ. Thuốc men rồi các cái sinh hoạt thì thôi cứ giúp bệnh nhân để có tiền duy trì. Cứ hàng tháng là tốt nhất là cứ mong mọi người kêu gọi mọi người giúp đỡ cho hàng tháng. Giúp bệnh nhân thế này là bệnh nhân là phấn khởi mà rất là chân quý, rất là cảm ơn tất cả các nhà tài trợ nói chung, rồi là chị Hợp và cháu nói riêng là đã đồng hành với này bệnh nhân. Thế này là bệnh nhân là rất là tinh thần, rất là vui rồi, rất phấn khởi rồi.